Xin mến chào cô chú chị và quý vị đã đến video tiếp theo của Vương Phạm TV. Và ngày hôm nay Vương lại đang ở một cái làng đồng bào rất lây. Cái làng này có rất là nhiều bà con nghèo khổ và khó khăn. Có một số người thì phải lên núi kiếm sống, xin nhai. Và có những số người mà lên núi không còn sức lực thì phải về làng mà để ở. Có những người mà phải đành ở nhà, phải chờ những cái này cái kia, và con cháu nó lo lắng. Nhưng mà có những cái số phận của mọi người khác nhau, rất là đáng thương luôn cô chú anh chị. Ngày hôm nay thì Vương dẫn cô chú anh chị đến một cái hoàn cảnh rất là đáng thương, là một hoàn cảnh một ông cụ già bị mù cả đôi mắt. Thì mình nghe cái câu chuyện thì lúc mà không phải là một cái đôi mắt mà bị bẩm sinh, mà có một cái câu chuyện là ngủ sáng dậy cái lại đôi mắt đã ra đi, thì rất là đáng thương luôn. Và một người vợ bị bệnh lao rất là ốm luôn cô chú anh chị. Thì bây giờ thì Vương xin mời cô chú anh chị cùng đồng hành hết cái video để thuật hư những cái câu chuyện cuộc sống của bà con đồng bào rắc lây như thế nào nha cô chú anh chị. Bây giờ Vương xin mời cô chú anh chị cùng đồng hành với Vương. Ở đây này có những đứa nhỏ rất là dễ thương luôn cô chú anh chị. Và đây là nó có cái cây móng cầu này, nhưng mà đến cái nỗi mà gọi là hạn hán thiếu nước của cô chú anh chị, và những cái lá móng cầu nó héo hết luôn. Tại thời tiết bây giờ là ở vùng núi của Vương có chỗ mưa, chỗ không, và chỗ nắng rất là gắt luôn cô chú anh chị, rất là đáng thương luôn. Tất cả các cây móng cầu đây là bị hết. Và đây là cái ngôi nhà của hai vợ chồng già. Chào ông bà nha. Ông được nhiêu tuổi rồi? 60 rồi. 60, vậy con kêu bằng chú đi. 60, sinh năm 64. Dạ, vậy con kêu bằng chú đi, tại cũng bằng tuổi cha mẹ của Vương thôi. Vậy là cô chú, thấy chú già quá. Đó, cô chú chị. Trời ơi. Ủa chú, con nghe nói là chú đôi mắt của chú không thấy đường hả chú? Không thấy đường không? Đây này của chú anh chị. Dạ. Đây là cái nhà của mình luôn hả chú? Nhà của mình luôn. Dạ. Mình sống ở đây là chỉ có hai vợ chồng già thôi. Hai vợ chồng già, không có ai, con ở xa. Rồi nhiều khi mà mình ở gì mà mưa to rồi nó có tạt không chú? Có tạt cái tay ở ngoài này. Ở sau á mình lấy cái bao mình tải lại. Dạ. Mình tải là khỏi tặc nó vô á. Là chú trải lại luôn hay sao? Chú cũng tải cho nó che lại với cái vách ngoài này này. Tặc. Dạ. Tặc lại. Tặc dạ. Bao lại cái bao lụm cái bao ta bỏ liền á. Dạ. Mới bị ni lông rồi đặt bậy bạ nha. Có tặc chứ sao bây giờ. Đây này cô chú anh chị. Đại chứ. Thì chú đây thì coi như là con nghe nói là chú không thấy đường đúng không chú? Không thấy đường luôn. Đây này cô chú anh chị. Đó. Ủa chú, là cái đôi mắt của chú không thấy đường là bẩm sinh hay là sao chú? Bị nó đau. Đau. Là đau. Chú có thể là chú kể cái câu chuyện tại vì sao mà đôi mắt của chú không thấy đường luôn được không chú? Không, cái không thấy đường luôn. Hồi trước là tôi đi đánh lỡ, đánh làm từ năm 2000 từ đau đầu mà bị mù luôn á. Dạ. Mù luôn rồi trước còn đi đánh cá. Hồi ngày nó đánh cá hồi đó mà đi ăn tôm nó chơi. Dạ. Đánh gì? Đánh lớn á. Mà đi ăn tôm nó chân là hồ nó bắt á. À, đánh nuôi cá đó. Đánh lớn. Đánh lứ. Đánh cá đó. Tại sao mà mình đi ăn trộm của người ta? Hay ăn tôm chứ là hồ nó bắt á. Làm hồ người ta bắt. Hồ nó bắt. Ta đang làm đập ở lòng hồ. Cá người ta nuôi á. À, cá người ta nuôi. Mình kiếm đỉnh nào chơi mà kiếm ăn có canh gì ăn á. Rồi người ta bắt được mình rồi người ta có làm gì mình không chú? Ta bắt lưới thôi. Người ta bắt người ta lấy lại lưới thôi. Mình đâu. Dạ. Yeah. Ta mình đi đánh cá rồi xong rồi tới nhà mình tự nhiên nó đau đầu hay tự mình vô nước cơ sao không biết á. Đau đầu ra đầu cái túi đó là bị mù luôn. Bị mù luôn. Mù luôn thôi. Tôi là thấy tôi nằm im luôn mà mình luôn ba thì đi kêu bà chị. Dạ. Yeah. Bà chị vô coi. Cuối cùng tôi đút thuốc mà đút không được. Mỗi thuốc là mỗi không được. Cuối cùng nó thấy đủ, chắc em mù mắt rồi đó, nên mấy giờ rồi chị, 7 giờ sáng rồi, tôi mù thiệt không thấy ai hết á. Rồi cái này chú có suy nghĩ là một điều là
Ví dụ là con nghe nói là ở trên đây là người ta chơi bùa ngải rất là nhiều đúng không chú? Không biết chắc vậy chứ sao. Hay là chú chú có suy nghĩ là người ta có làm bùa ngải cho mình hay là cái việc gì hay không? Giá gì đó từ người dân tộc nó nhiều khi của người là mình đó là giàu có đâu bùa ngải ta làm mà cũng nghèo khổ với nhau cũng làm cũng người ta làm ta ghét mình từ ghét mình nhiều. À, người ta ghét mình nghèo khổ nhiều khi lắm. Nhưng mà tại sao mà nghèo nếu ta mà cũng ghét, mà giàu quá người ta cũng ghét. Tự nhiên một cái câu chuyện là chú như không chú đi đánh lứ mà đánh lứ trộm cái hồ của người ta, đó rồi hồ, xong rồi hồ. Về là tối ngủ dậy rồi sáng dậy là mắt đầu đau rồi đốt điếu thuốc rồi không thấy đường nữa. Tại là hồ, nó rất là lạ luôn cô chú không chị. Phải là hồ của người ta, nhà nước làm hồ dưới này nè, làm đập đó. À làm cái hồ đập á ha. Đập đó. Này, hồ là hồ không cho làm á. Hồ người ta không cho đánh lưới. Lúc đó ta thả cá nuôi mà. À. Rồi mình cũng biết như vậy rồi mình không có cá đồ ăn cá, mình phải đàn xuống đó mình kiếm một con cá. Kiếm một con cá. Cái nhà nhỏ người ta đâu có bắt được, người ta bắt sự trúng cá lớn á. Nhưng mà tôi đi khi tôi đi nước sâu rồi cá lớn đâu, cá chút chút giờ này vẫn lớn nước cạn mà đâu có nước sâu đâu mà đi từ đó mùa mắc từ năm 2010 bữa nay năm 2024 bữa nay là 15 năm rồi. Những cái câu chuyện nó rất là lạ luôn đó. Nó phải mù là ví dụ là mình có một cái vai chạm gì đó hoặc là mình nhỏ nước mắt không đúng hay là những cái gì đó nó mới ảnh hưởng nó bị mù mắt. Nhưng mà tại sao mà chú đây á là tự nhiên đánh lứ xong rồi qua sáng mai lại rồi mù cả đôi mắt thì nó rất là lạ luôn cô chú anh chị. Nhưng mà đây này đó, không thấy gì luôn nha cô chú anh chị nha. Tại vì Quân xác minh ở làng rồi đó, Quân xác minh rồi thì Quân mới biết được là ở đây đó. Rồi hầu lúc mà mắt đôi mắt của chú sáng á là chú làm công việc gì? Lúc con sáng á, sáng thì làm gùi. Làm gùi. Làm gùi để bán. Dạ. Kiếm đồ ăn. Rồi giờ chú có làm gì nữa không? Làm không được đâu. Mò mò chứ là bà yếu quá, bà bệnh quá thì cứ sắc cái chuối bậy bà được. Dạ. Sắc cái chuối cứu tới nhà sắc cái chuối được. Mà lúc mà ba chưa bệnh á, ba đi lụm thân ăn. Dạ. Làm cái điếc tay là đỡ mình đi được chứ mà một mùa mắc đi đâu cũng được. Là mình sắc chuối mình để làm gì chú? Cho heo ăn. À, vậy là nhà mình có nuôi heo? Có một con à. Có một con. Có một con, còn nâng nó chưa không đẻ đâu. Nâng không đẻ luôn. Không đẻ luôn, mình để dành đó chứ. Muốn bán là bán mà ba cũng bệnh đau này. Bữa trước thì ba lụm thân. Là cô bị bệnh gì chú? Bị ho. Ho hả? Bị ho đau đầu. Ho với đau đầu. Ừ, rồi đau mình đau có đau đi bác sĩ khám đồ gì không chú? Đi khám đi tiền bạc đâu đi. Biết xe đâu, đi. Không biết xe đâu. Đi luôn. Không biết đi xe. Nhưng mà có tiền đi chứ bữa đầu bữa trước bữa nay tiền ăn từ túc rồi mà tiền bạc đâu có. Rồi các con của chú đâu? Cô chú đâu? Ở riêng hết rồi. Vậy chỉ có hai vợ chồng ở đây thôi. Vậy là với là cô chú á. Rồi cô có hiện tại giờ cô có còn ngồi cái sắc chuối ra còn làm cái công việc gì để kiếm cơm ăn không? Đi đỡ bệnh thì mình đi lượm phân. Dạ, là cô đi lượm phân, phân bò hả cô? Phân bò. Dạ. Rồi mình nuôi heo rồi để nó hình tương lai, nhưng mình đâu có tương lai, đâu có để một con nào gì đâu. Dạ. Sao mình không bán đi rồi mình mua cái con heo khác? Bán được mùa lẻ quá. Bán mua rẻ quá. Người ta xin mua mà cứ 2 triệu mà heo to lắm. Mình bán mình lũa mình. Heo được, heo được 3-4 chục ký chứ. Dạ. Mình nghĩ là có 2 triệu mình lơ, ăn đâu. Lơ mà bệnh quá mà không kiếm đâu được. Dạ. Là nó nặng 2-3 chục ký luôn. Mà người ta trả có 2 triệu à. 2 triệu. Là con heo đó mình nuôi được bao lâu rồi cô? Tầm khoảng có bao lâu rồi cô? 3 năm rồi. 3 năm? Ừ. Heo nó lớn tuổi rồi, lớn, già rồi. Già rồi. Già rồi mà heo mình heo hơi đen là heo đen là nó mắc tiền hơn mà. Hay lá thật đủ mình nấu ăn.
Nhưng mà không có, có một bao hai bao thì được cái gạo. Tới gạo thì tới, không tới gạo thì mua bắp. Kiếm mà không có được phần bò mà mình hay tự đủ rồi mình mua bắp một ký, hai ký mình răng. Răng xong rồi mình giả lỡ ăn với lá thì đủ. Mà không có gạo á, mình đi kiếm phân bò mà không có nữa. Mình lượng phân bò cũng nhiều người, mà đâu có mình người gì đâu. Mà kiếm thôi, một bao thì được ký gạo. Không có thì một bao thì mình mua bắp. Mua bắp chủ quán á. Mua bắp chủ quán xong rồi mình về nấu ăn. Răng răng xong mình giá xong rồi mình ăn với thịt đủ. Ăn đủ nó bù nhiều quá. Mình giá hầm ăn. Kim ăn rồi cô nhà mình có rễ gì không? Rễ bên này, rễ trên núi mình đi làm đâu có được. Không đi được điện rồi. Đi được già lắm, đầu gối này bị ho nè, bìm mình núi nằm. Đâu có được. Là bây giờ là mình già rồi mình lên núi không được nữa. Rồi hiện tại giờ là núi rễ của mình ai làm? Đâu có người làm gì đâu. Không có người làm và các con của mình không làm luôn. Không làm luôn. Còn nó ở riêng, nó ở xa rồi, nó đây làm mướn làm đồ á, nó đâu có làm rễ nữa đâu. Rồi thường xuyên các con của mình có về đây thăm mình không? Không có. Không có luôn. Không có. Rồi các con có cho mình gạo đồ ăn không? Cho cái gì nó làm ăn giữa chồng nó, còn cái nó đâu có đồ ăn gì đâu mà tới mình. Không đủ ăn luôn. Không đủ ăn luôn. Còn con gái thì giữa con. Con trai đó, đi làm chồng, một mình, chồng đi làm con một gái mình. Thì đi làm rồi nó có đũa ăn gì đâu. Đi làm không làm. Được, đi làm xong rồi nó ớn mình đó. Ớn mình nó xong người ta nữa, người ta đâu có đũa ăn. Lành ăn trước, làm sau. Đâu có tay mình, nó đâu có đũa tiền. Là giữ hết tiền. Trời ơi. Ở đây khổ lắm. Khổ như mình già thôi, mình té thì đâu khổ như đâu. Nhưng mà... Nhưng mà mắt mới chờ. Dạ. Làm điếc thì đỡ, mắt còn đi được. Rồi mua mắt là làm sao đi được. Cả ngày ăn lá thì đũa, miếng luôn cũng đã. Cứ ngày nào cũng ăn lá đu đủ. Lá thì đũa quay mà rồi con thấy là ở nhà mình có thấy cây đâu cây đu đủ nào đâu. Có cây đu đủ nhiều này ở này một cái này. Cái phía bên kia hả? Sau nhà kia nè, rẫy kia nè. Là không phải là mấy cái cây đó là cây của người ta. Cây của người ta mình xin hả? Của nhà không ạ? Của nhà bên này nè. Của nhà bên đó. Của này của người ta, nhà ở đây nè. Rồi mình cũng ăn hết nhà của mình rồi mình xin của người ta. Ăn lá đu đủ gì thôi. Ăn lá thịt đủ chứ bắp, mình răng bắp rồi lấy lá thịt đủ, muốn có canh ăn, muốn có cà ăn cá, không có gì, tiền đồng mua cá ăn. Ăn mười lá dễ thôi. Ăn mình ăn miết, miết đâu có thèm nữa đâu. Mình không thèm gì nữa. Tiền đặng miết, đặng miết rồi ăn miết mình đã chứ. Ăn có thể mình ăn đói quá mình ăn lâu lâu ăn bữa lâu một ngày một bữa ăn cũng được. Còn đói quá thì hai bữa ráng ăn chứ không thèm bỏ đói cũng sợ không được chứ. Cũng ăn chứ mình đói bụng mình phải buộc mà ăn chứ không thèm mà cũng ăn chứ. Ăn một miếng hai miếng đủ đủ mà uống nước rồi. Ăn một miếng hai miếng đủ đủ rồi uống nước lại trừ cơm vậy thôi. Là cô đã ăn bao lâu như vậy rồi? Được mình còn biết ai đút thuốc kia mà ủa năm 2015 chắc năm 2015 còn lấy chồng lấy vợ á không ăn đỡ lúc đó hồi đó mình cũng khỏe ăn hộp đó giờ rồi rồi hiện tại giờ nhà mình còn gạo không ba con đỡ mà còn có một túm bắp kia nè tao cho con xem được không nè túm bắp này mua bữa thì mình giá lỡ ăn nè đó. Ôi, bắp kiến không vậy cô? Mình bỏ cái này đây của chú anh chị. Đó, mình giá lỡ bắp ăn. Bắp này là mình để làm gì? Mình răng, răng rồi mình giá lỡ ăn. Ôi, kiến không vậy cô? Kiến nó vô ăn. Dạ, rồi nhà mình không có nghe, không có hột gạo nào luôn. Không có nữa, mình bị lắm này mình lượng phần đâu có được. Và cái này là chỗ nơi mình ngủ hay sao cô? Chú bỏ quần áo nè. Đây này cô chú anh chị. Trời ơi, tôi bỏ quần áo nè. Quần áo đồ là để ở xung quanh đây này. Và không có một cái thấy một xô gạo nào luôn. Thì thấy là những cái hộp bắp. Nhưng mà những cái hộp bắp đây này toàn là kiến không.
Mà không có chỗ ơ, nó không có chỗ ơ nè, bộ đáy nè. Khổ lắm. Giờ cả mình bệnh đó mà đi kiếm không có được gì hết á. Mình bệnh rồi mình cũng không có kiếm gì được luôn. Bị ho này, lên đi, đi là mệt lắm. Thôi cô cất cái này đi. Cô cất cái này đi. Sao mà những cái mảnh đời mình thấy rất là éo le luôn cô chú anh chị. Những cái cuộc sống coi nè. Mình đi mà mình còn phải khom xuống nha. Còn không thôi là mình sẽ bị đụng đầu này. Đó. Và đây là những cái ngôi nhà của người đồng bào ở đây này cô chú anh chị. Nhà này mình làm á, mình là đỡ mình khỏe. Ngôi nhà hàng xóm xung quanh và có những đứa trẻ này. Chơi rất là vui luôn cô chú anh chị. Đó. Rất là đáng thương luôn. Nhưng mà mai mốt nhà này nó hơ, mình đâu có ở được nữa đâu. Mình khỏe, trước mình khỏe, mình làm này. Dạ. Ờ. Là mình khỏe là mình còn sửa lại được. Ừ, mình bệnh miết mình sửa đâu có được. Dạ, còn mình bệnh là mình không có làm gì được nữa. Tấm này nè, tấm dáng này nè, lộn mới bữa ta làm năm lộn đó. Dạ. Giờ nó chê lại đây nè. Dạ, là vợ của chú lộn lại hả? Lộn lại. Dạ. Lộn chê lại nè. Nhưng mà tội nghiệp nhất là một điều của cô chú anh chị. Tại vì cô chú đây đã già, đã lớn tuổi rồi cô chú anh chị. Nhưng mà không được các con và chăm sóc và cũng không được các con lo ăn, lo uống. Rồi cái bắp đó là mình giả ra mình ăn thôi. Ừ, mình đi lương phân có, nói rồi nè, mình có hai bao phân thì mình mua bắp. Dạ. Con được 3-4 bao thì mua 1 ký gạo ăn, dạ. Giờ mắm, giờ muối, dạ. Bột ngọt. Dạ. Mua kiểu đó thì mà được 3-4 bao. Dạ. Mà không có được thì mua có túm bắp đó, mình răng ăn rồi mình giả ăn, mình già rồi nhé, đâu có được. Dạ. Thì hái cả đồ rồi nấu, ăn như lớn. Dạ. Ăn cắm xong rồi ăn luôn nó bụng xong rồi uống nước ngủ rồi. Dạ. Cô có thấy là một điều là các con của mình á, nuôi từ cái lúc mà mình mang bầu 9 tháng 10 ngày, rồi mình sanh ra, rồi mình nuôi nó lớn lên và nó không lo cho mình. Mình thấy buồn không cô? Buồn chứ sao không buồn, mà con không có đủ ăn làm sao. À con mình cũng không đủ ăn luôn. Ờ, mình rồi mình cũng không có trách móc gì tụi con của mình luôn. Không, mình thấy nhà cửa nó không đủ ăn thì mình tết cái gì. Dạ. Rồi mình phải chấp nhận là mình sống như gì. Mình phải ăn bắp như gì. Mình cố gắng ăn bắp. Rồi hộp đó giờ các con của mình không cho mình một hộp gạo nào luôn. Lúc nó có lãnh lương làm á, nhiều thì nó cho 1 ký 2 ký. 1 ký 2 ký thôi. Mà không đủ ăn thì nó những lương có 1 tiểu 2 tiểu nó đâu có cho mình đâu. Dạ. Nó đủ ăn nó một bữa đây á, thì nó đâu có cho mình nó ăn có một bữa đó thôi. Dạ. Rồi mai mốt chồng đi làm lại. Chồng đi làm lại rồi có tiền thì mình cho mình. Còn những cái ngày mà không có tiền á, thì cái cuộc sống của vợ chồng lo cho nhau thôi. Thì với lại mấy cháu đó thôi. Còn vợ chồng già thì cứ sống đây lụi thủi, ăn bắp, ăn lá đu đủ. Và mình thèm ăn gạo thì mình đi lượm phong bò. Có tiền thì mình mua gạo để ăn. Mà rồi vậy là đã bao lâu rồi mình không ăn thịt cá? Chắc lo chứ. 3-4 năm rồi. Là không ăn thịt cá. Mà chú đây là đã mù bao lâu rồi? Chắc 2010 á. 2010. Bây giờ là hai mấy rồi, mười mấy năm rồi, 15 năm rồi. Lúc mà bị mù 2010 mình còn khỏe. Mình đi lượm phân luôn cũng đỡ ăn cá. Dạ. Đi lượm phân á. Dạ, đi lượm phân. Mình bến rồi nên ồ. Mình bến miết nè, nhìn cá. Dạ. Yeah. Rồi mình bệnh 3 năm đây là nhìn ăn luôn. Không có cá gì ăn. Dạ. Mình biết đi đâu được. Mà con thấy những cái các con của cô chú là gọi là những cái phong tục là đi lấy vợ là theo vợ luôn đúng không? Đó, tùy đi cô. Vợ theo vợ. Như người con gái tùy mà, người chứ. À tùy người hả? Ờ. Nếu cần đi thiết chồng thì cứ đi. Mình đã có cấm con.
cấm người ta ôm nhau mình cấm đâu có được. Không không cấm được. Ờ. Muốn nuôi mẹ thì nuôi mẹ. Ví dụ như là các con mà hiểu tới cha mẹ thì ghé lại thăm cha mẹ. Giống như là các con của, như là cô chú đây á là người đồng bào Rắc Lây đúng không cô? Thì các con của cô chú á, thì ví dụ mà nhớ tới cha mẹ thì về thăm, còn nếu mà không nhớ, giống như là một người dân xa lạ cứ đi làm lo cái gia đình nhỏ bé của anh chị thôi, rồi thì cứ đi làm kiếm sống rồi lo lắng như vậy thôi. Còn cha mẹ thì giả mặt làm ngơ thì cái cuộc sống này kia nọ đúng rồi, rất là đáng thương luôn thì... Rồi nhiều khi cái cây chuối như vậy này, rồi cô lên nổi không? Mình ở dưới đây thì cười vậy. Cái nói nói như nhà kia này vác cho mình, giúp đỡ mình. Nhà đây này, nhà hàng xóm vác cho mình. Người ta tuổi mình thì người ta vác cho mình đó. Rồi thường ngày là cô có vác nổi không? Không nổi đâu. Không nổi đâu hả? Là mình phải chặt ra, chia ra mình vác về. Thuận là một cái cây bự này là tướng của cô như gì mà vác nổi cái cây này luôn chưa? Không nổi. Là sức mạnh phi thường luôn á. Không nổi đâu. Dạ. Trời ơi. Dạ. Rồi chú ở nhà chú có phụ vợ cái gì không? Phụ sắt được. Sắt phụ chút chút á. Phụ sắt được hả? Sắt được. Đâu chú sắc thử cho con xem thử được không? Đâu có thử là chú không thấy đường. Rồi chú sắc thử cho cô chú chị xem luôn nha. Rồi chú sắc thử cho con xem thử cái tay nghề của chú không thấy đường sắc như thế nào nha. Cô đi lập dây chai. Thường ngày là cô đi lụm phong bò chứ? Đi lụm phong bò rồi chú ở nhà chú ấy. Đây này cô chú anh chị. Nha ba dặn mì. Rồi ngồi sát như gì thôi. Coi này cô chú anh chị. Trời ơi. Những cái mà chú phải cái tay này phải rờ để đo kích thước mà để sắt. Rồi chú sắt rồi chú cho những chú heo ăn luôn hay sao chú, hay là để cho vợ về chờ vợ về, chỉ là mình là lủng quẳng ở nhà đây thôi. Trời ơi con này cô chú anh chị, những một lần mà chú mà sắt nha, chú để cái ngón tay vô để đo cái thước để sắt cho nó mỏng á. Rồi cái này là mỗi khi mà cô đi lụm phong bò về là cô cho heo ăn hả cô? Cho heo ăn. Mình nó sắt xong rồi mình về mình cho heo ăn, nó cho heo ăn nó đi kiếm chỗ chuồng đâu có thấy. Dạ, kiếm chuồng không thấy. Dạ. Trời ơi. Rồi cái này là mình sắt chừng nào đủ chú? Cơm 3-40 phút một bữa heo ăn. 3-40 phút luôn. Đó một bữa ăn, một bữa heo ăn á. Trọng cho mùa mắt mà. Dạ. Là chuối này là mình xin người ta hay là mình mua? Ở nhà, chuối ở nhà. Mình tông lúc mình chưa già, mình còn khỏe, dạ. Mình tông. Mình trồng. Là trên núi á. Hay là ở đâu? Ở đây nè. Ở sau nhà mình. Ở sau nhà mình. Yeah. Chú đi di chuyển á là tay phải quơ và phải làm và sắt rất là hay luôn. Trời ơi, vậy là mình cũng có một cái công việc ở nhà sắt chuối cho heo ăn. Đó. Nhưng mà ta vác tới nhà đi đâu tìm đâu cũng được. Dạ, tìm không được. Ta để lại tay chú. Dạ. Dạ. Rồi cô đi lượm phong bò ngày hôm nay có đi lượm phong bò không? Bà yêu này, bữa nay là hôm nay là bị bò quá đi không nổi. Đau. Đó không, là mai mốt không đi nữa. Rồi mai mốt đi. Là bữa đây là yếu mệt quá. Mệt không quá, đi không nổi. Đi không nổi. Đây là ăn không đủ á. Bằng miếng lá chuối lá đổ ăn miếng là đâu có ăn. Ăn nổi là bỏ ốp luôn, bà thấy thương không à? Ủa?
tại sao chú không thấy đường, mà tại sao mà chú nói là thấy cô tên là Sương không? Thấy cái bà dắt đi đâu á. Là bàn sao? Bàn tay dắt đi á. À, bàn tay dắt đi. Là như là mình nắm đôi bàn tay của vợ mình. Đúng không? Mình nắm đôi bàn tay của vợ mình. Rồi vợ mình dắt mình đi. À, mà thấy tay Sương không à? Rồi mình thấy cái tay vợ mình Sương như vậy á. Chú thấy buồn không? Buồn chứ đâu có tìm được tiền mua thuốc gì được cho bà đâu. Yeah. Trời ơi. Nhưng mà mình thấy được nắm tay vợ mình vui không? Trời ơi. Những cái mối tình gọi là tình yêu của những người già. Đó. Cái này là những cái ước nguyện của tất cả mọi người. Gọi là răng long đầu bạc đến khi mà ra đi. Đó. Nhưng mà chú đây thì cũng đã mù hai mắt mà cũng phụ vợ là sắc chuối, nhưng mà cũng nhờ được là người vợ cũng thương yêu lẫn nhau, không rời xa và cũng không bỏ chú ra đi, thì cũng rất là nể cho cô. Mà cô hiện tại giờ đang bệnh nữa, thì cái căn bệnh hồi nãy là cô nói là bị bệnh gì cô? Bị ho lao là những cái căn bệnh này nó rất là dễ lây luôn nha cô chú chị nha. Đó. Và những cái mà ăn uống hoặc này kia nọ rồi đó thì nó có thể là lây. Đó. Nhưng mà tiếc là một điều là không có ai mà chăm sóc được cô chú, rất là đáng thương luôn. Ngày hôm nay á, con vô đây, cô chú biết con là ai không? Không biết. Không biết hả? Không. Mà con là một người lạ, con vô đây, cô chú không sợ con à? Không, không sợ người sợ chi? Người sợ chi à? Trời ơi, ủa, đó con vô đây con ăn trộm đồ nhà cô sao? Không có đó. Con vô con ăn trộm đồ, ăn cắp đồ nhà cô sao? Mà ăn cắp cái gì, ăn cắp... cái quần áo đó hả, người ta đó mà không, thèm quần áo. Con ăn cắp cái xô bắp. Ai mà thèm. Xô bắp đó ai cũng làm không được. Xô bắp con tuôn là ăn cắp làm cái gì? Con tuôn ăn cắp làm gì? Thì ăn cắp về con rang bắp con ăn. Tệ thì nhẹ được. Mình già nhẹ được thì ăn cắp một tuôn. Ăn nó có no bụng gì đâu. Vậy hả? Cô chú rất là vui tính luôn. Nói chung là nghèo nghèo, khổ khổ, bệnh bệnh, đau đau, thì cái nụ cười trên môi là trên hết, đúng không cô? Vui là trên hết, đúng không? Dù có mình buồn quá thì làm đâu có được. Người ta một bác thì buồn. Yeah. Buồn quá đâu có sắc mặt, sắc mũi gì đâu. Yeah. Lo tới hồi đó giờ, chú có biết cái từ ước mơ không chú? Không biết ước mơ hả? Không. Cái một cái cô biết cái từ ước mơ không luôn? Trời ơi, bà con không biết cái từ ước mơ là gì luôn cô chú anh chị. Cái ước mơ, cái gọi là ước mơ là giống như là mình ngủ, mình mơ thấy này thấy kia, gọi là cái đó gọi là giấc mơ. Còn mà ước mơ là ví dụ là mình mong muốn mình có cái này cái kia cho cái cuộc sống của mình đỡ bớt khổ. Đó, thì cái đó là gọi là ước mơ á chú. Bữa nay là không ước mơ nữa. Mình còn trẻ, mình ước mơ thích này thích kia làm không được thôi, chứ tới già mình để mình chết luôn chứ giờ làm cái gì. Yeah. Ước mơ là cái gì, già rồi. Mình già rồi mình không làm đâu có được mà ước mơ. Mình già rồi mình không ước mơ nữa. Không ước mơ nữa. Khổ thì cho khổ luôn đi. Khổ cho khổ luôn. Khổ cho khổ luôn. Mình làm nó cũng được mà chịu khổ luôn chứ. Dạ. Chẳng lẽ mình sinh trên ta hả? Dạ. Nhưng mà mình bây giờ hiện tại giờ mình có ước mơ gì cho cái cuộc sống của mình không chú? Ước mơ cuộc sống của mình một nhà, một căn nhà ở chợ ấm chứ đâu mà ở như thế này lỡ trời mưa được gió thì mình cũng ráng chứ ước mơ không thì ai làm gì đâu có. Là chú là ước mơ là chú có một cái căn nhà. Căn nhà là căn nhà xây hay là căn nhà bằng tôn hay là căn nhà sàn hay là căn nhà bằng tre? Nhà gì cũng được hết, như là xây như bà con đâu mà làm đâu được. Nhà nhà gì nhà có ở đâu. Là có nhà ở miền là sao? Đấy nhà. Là ở khỏi dột là được rồi hả? Nhà tôn cũng được. Nhà tôn cũng được. Nhà tre cũng được. Nhà tre cũng được với nhà. Mà nhà sao mình khỏi dột thôi. Nhưng mà cái ngôi nhà của mình có bị dột không? Có. Có hả?
Nó dột chỗ nào cô? Chỗ này nè. À dột chỗ này hả? Ừ. Vậy là mình bà làm mà có ai làm đâu. Mình kiếm ton mình lợp lại thôi. Ừ. Tại con thấy những cái ton này hình như là cũng cũng hơi mới đúng không? Mới. Ừ. Dạ. Mà tại vì bà đóng nên nên bên bà đâu biết đang bà làm dạ. Thôi nó lộn bậy bà. Nó lộn bậy bà luôn. Là cái này là cô tự lợp luôn hả? Tự lợp luôn. Tiền đâu mà mình mua ton lợp đã vậy? Tiền đó thì mình nuôi heo trước á, mình bán con á. Ừ. Mình nuôi heo, rồi mình bán, rồi mình mua ton rồi mình lợp. Mình có nhà ở á. Dạ. Rồi hôm đó là cô ở đâu? Ở đây, nhà nhà tanh trước á, nhà tanh. Nhà tanh rồi bây giờ mình làm lại, nó bị sập làm rồi. Làm lại, mua ton rồi làm lại. À thì ra là vậy. Trời ơi. Và nó chỉ có mấy cái chỗ đây thì mình mua một cái miếng ton nào đó. Dài ra ngoài kia mình che luôn. Đúng không? Mình lấy dây mình cột lại. Còn không thôi như là nhờ hàng xóm nào đó phụ mình tay. Nhờ, nhờ người ta có tiền mướn thì phải có 2-3 lít lụa cho ta nhỏ. Mà không có không thì thôi để là người ta đâu có giúp mình đâu. À, là người ta nhậu là được rồi hả? Ừ. Mà chú hiện tại giờ còn nhậu không? Nhậu, một viên thì nhậu. Tiền bạc tớ cũng thèm chứ mà không tiền bạc đâu nhậu. Gạo cơm gạo mà không có tôi nhậu. À, không, cơm gạo chưa có mà nhậu gì ha. Thôi. Giờ đi kiếm phân bò mà nhậu tiền đâu mà nhậu. Phân bò mà không có đủ một ký gạo gì hết. Bắt vợ đi lục phân bò mua rượu cho mình uống hả? Dạ. Thương vợ không hết rồi mua rượu nữa đúng không? Trời ơi. Hai vợ chồng già rất là đáng thương luôn cô chú anh chị. À. Con vô đây á, con coi thử là nhà cô chú có cái gì không con chôm. À, con chôm đồ á? À, con chôm đồ. Là có ăn cắp á? Có một cái cây này. Cây gì, cây gì? À, cái cây đó. Cái đó cái là cây gì? Cây á. À, chùm ruột á hả? Chùm ruột đó là hai rồi dây ăn. Ủa? Đó ăn trộm của đó. Mà sao mà cô chỉ và cô nói cái cây mà tại sao mà chú biết là cây chùm ruột? Mình nói trước rồi nó biết đó chứ. Nói gì? Mình nói trước rồi nó mới biết. À, biết trái cây là nhà mình chỉ là biết nhà mình có cái cây chùm ruột thôi. Lỡ nói cây mất cầu thì sao? Bà hai có thèm bà hai cho tôi ăn miếng mà. À, bà hai cho ăn miếng thôi. Dạ. Ôi ôi cái cây chùm ruột cái bên đây thôi cô chú anh chị. Là hái cho chú ăn miếng thôi. Tao có biết ai rồi đây là trộm nhiều. Bây giờ con ăn trộm nhổ cây chùm ruột về luôn. Được không chú? Là khỏi ăn luôn. Vương nói vui cho cô chú vui thôi. Tại vì hai vợ chồng hồi nãy mà Vương vô á thì thấy hai vợ chồng lủi thủi rất là tội nghiệp luôn chú anh chị. Sao cô? Hả? Sao? Nó có sợ đâu. Trời ơi. Nếu trộm thì ủa? Trộm cái tre này thì được. Trộm tre này được. Con trộm cánh cửa hả? Rồi tao ngủ rồi sao đóng cửa? À, đóng cửa thì khói cần. Khói cần luôn hả? À, khói cần luôn. Trời nó mát. Trời nó mát. Trời ơi. Ông bà rất là cô chú này rất là vui luôn. Yeah, thôi bây giờ nói giỡn chứ con đi là con là một người vô đây tham quan và muốn vô thăm gia đình của cô chú. Nhưng mà nếu mà con vô tham quan nhưng mà con không có cái gì con cho cô chú hết, cô chú buồn không? Buồn cái gì? Không có thôi chứ buồn cái gì? Không có thôi hả? Buồn làm gì hả? Buồn cái gì? Ngồi vô nói chuyện vui chút buồn cũng xin hả? Là sao chú? Mình cũng buồn thế ta vô mà không cho mình cũng buồn vậy hả? Chứ con cháu ta vô chừng vui chừng nào vui chừng nấy chứ. À vô vui chừng nào là vui chừng nấy, buồn làm chi đúng không? Người ta hát một câu gì? Buồn làm chi em ơi. Buồn nữa vui rồi nhà cô chú. Thấy người ta vô mình vui chứ, thấy người ta vô mà mình buồn chứ. Mà cô chú thấy con lạ không sợ con à? Không. Không hả? À. Thấy người ta nói chuyện vui thì mình buồn. Lỡ con chở chú
bắt cóc chú luôn sao? Rồi mất hết anh yêu sao? Thôi. Ui. Dạ. Bắt cóc anh yêu đi luôn sao? Nói mình té thì mình thương yêu thì những người té già rồi được. Yêu gì đó nữa hả? Muốn đi đâu thì đi. Muốn đi đâu đi hả? Già rồi. À, đi rồi tìm không thấy chồng này hả? Không thấy người nào mà bắt cóc người. Người nào bắt cóc người hả? Đi dùi về một chút thì về nhà lại. À, người ta đi... cũng đem về nhà lại. À, chở đi gì là cũng phải chở về hả? Ai mà thèm cái ông này? Ai mà thèm ổng đúng không? Về thế đem về nhà nuôi nó thì được. À, đem về nhà nuôi được. Nuôi được. Gạo cho nó ăn cho nó mập. Rồi ví dụ mà có người nhận chú này về nhà nuôi, rồi cô ở đây một mình cô buồn không? Buồn làm cái gì? Là chở chú này này, như là ví dụ là có một người nào đó xin chú này về là nuôi chú, lo cho chú, không cho về đây nữa. Rồi cô sống ở đây một mình cô buồn không? Người ta đem nuôi trong mình thì mình cũng mừng nữa chứ. Cũng mừng luôn. Ở, cho nó sống. Cho nó sống. Cho nó mạnh khỏe. Cho nó mạnh khỏe. Mà mình buồn nữa. Mà ở đây một mình rồi không có ai nắm tay mình buồn nha. Nắm tay cái gì già rồi mà nắm tay nha. Nắm tay vẫn đi vòng vòng. Đi vòng vòng đi mà mình khỏi nắm tay. Khỏi nắm tay mình, hả? Chú thì người ta nuôi rồi mình cũng sướng nữa. Mình khỏi nắm tay đi đâu rồi, đi đâu hết. Mình thấy vậy khổ hả? Thấy khổ chứ nắm tay đi đâu đó mình nắm tay không à. Cái đó là mình gọi là hạnh phúc về già chứ. Gọi là hạnh phúc dài dài chứ đúng không cô? Già rồi hạnh phúc cái gì nữa già rồi. Già rồi. Nói chung là cái cuộc sống của cô đây á thì cũng khá là khổ, khó khăn này kia nọ của chú anh chị. Nếu mà có ai mà chăm sóc lo thì cũng đỡ đúng không cô? Dạ. Con hiểu được cái cuộc sống của cô chú. Con mà. Con đi theo chồng mà con tay con đi theo vợ rồi mình cũng khổ vậy. Dạ. Thôi bây giờ con không có cái gì con cho cô chú cả. Thôi bây giờ con xin phép cô chú con về nha. Dạ. Bữa nay nói chuyện vui không? Vui chứ, vui. Vui không? Vui. Vui ha. Rồi mà bữa đây mà vui và mà bây giờ mà nãy là con hỏi chú nha. Chú có một cái ước mơ gì mà chú nói là già rồi, nghèo rồi, khổ rồi. Không còn ước mơ gì nữa. Hồi trẻ thì còn ước mơ. Mà bây giờ cô hiểu cái từ ước mơ chưa? Hiểu, hiểu rồi. Hiểu rồi, bây giờ cô có ước mơ gì không? Ước mơ chứ xin người ta muốn nuôi mình mà không có người nuôi. Dạ. Yeah. Mà không có gạo cơm ăn, không có cá gì ăn. Bắt ta nuôi rồi, con nghèo đâu. Mà tới người ta thương thì người ta nuôi, không thương thì thôi thì nói vậy. Không, ý là con nói là hiện tại giờ này là cô có cái ước mơ gì cho cái cuộc sống của mình không? Sống của mình là có một cái nhà thôi. Có cái nhà thôi hả? Có một cái nhà người ta thương. Vậy là cái đó là cũng giống như chú rồi. Có một cái nhà rồi mình ở, mình già rồi mai mốt thì nhà này nó dục, mưa dục lắm thì mình ở đâu có được. Yeah. Mà mình đi kiếm tiền không có được nữa mà mua tuôn. Cái nhà nó không về phố ở. Về đâu? Về ông phố ở. À, về trời ơi. Tại vì mình già. Chú nói một cái câu rất là nhẹ nhàng luôn. Về âm phụ ở. Rồi ví dụ mà về âm phụ ở rồi vợ ai chăm sóc? Vợ ai chăm sóc? Có, không biết vợ, không biết ai nữa. Ai chăm sóc ai. Rồi vợ ở đây một mình rồi vợ buồn sao? Nhưng mà lâu lâu đất này cho bà con cháu sau này ta, con cháu ta còn ở theo đất này thay lại bà con mới. Con người già đi về phố ở trước. Trời ơi, chú nói mà một cái rất là đau lòng luôn của chú anh chị. Thôi, bây giờ con xin phép về nha. Mình không có ước mơ mà cái cuộc sống mình không có gạo đổi ăn luôn hả? Không dám suy nghĩ tới luôn hả? Nhưng tại vì mình khổ lắm rồi mình quen ăn khổ rồi mình không có suy nghĩ gì hết á. Như là thấy ước mơ như thuộc ta, người ta cho mình ăn cho ước mơ chi là có gạo ăn xin ký hay ký ai chấp. Dạ. Dám ước mơ đó. Không dám ước mơ tới xin gạo luôn. Trời ơi, có gì ăn đó. Ăn chỉ la đủ thôi. Xin cho người ta ghét như mình thì được. Xin là người ta ghét mình. Hồi đó giờ có xin ai chưa? Không có xin, xin canh bề mà canh tấy thì đủ gì ở nhà. Nhà người ta có thì mình xin một bữa thì được, hai ba bữa thì người ta ghét mình. Dạ, chắc xin gạo này kia nó không dám. Gọi là một cái từ gọi là sò
tại mình nghèo, mình khổ quá, không dám sinh và cũng không dám ước mơ những cái hạt gạo. Chỉ là ước mơ là che được những cái mưa gió thôi cô chú anh chị. Rất là đáng thương cô chú anh chị. Thôi con xin phép về nha. Cảm ơn con nhé. Con về con không có gì cho mà cảm ơn. Con mà nói chuyện đi vui. À nói chuyện vui ha. Là cứ hai vợ chồng ở đây rồi không có ai vô đây nói chuyện với mình luôn. Không có. Trời ơi, không có con cháu về đây thăm nói chuyện để vui. Mà ngày hôm nay Vương vào đây, Vương chọc được cô chú được vui. Những cái tiếng cười rất là thú vị. Đó, rất là vui luôn cô chú anh chị. Thôi con xin phép về nha. Nãy giờ Vương cũng vô chia sẻ cho cô chú anh chị biết hoàn cảnh của cô chú đây. Nhưng mà cô chú có con có cái đàng hoàng. Nhưng mà con cái lập gia đình thì những cái phong tục của người đồng bào thì đi vợ cưới chồng, không phải là chồng cưới vợ. Đó, là nó nghịch lại những người Kinh đó của chú anh chị. Những cái phong tục đám cưới, đám hỏi và này kia nọ đó là nghịch ngược lại của người Kinh hết toàn bộ. Con gái là trụ cột của gia đình, còn con trai á, là chỉ đi theo vợ, ở chung với vợ thôi cô chú anh chị. Đó, còn những cái phong tục không có lo cho mẹ già và cứ để cho mặt mẹ già sống như vậy thôi. Mình thấy rất là đáng thương luôn. Nhưng mà nghèo nghèo, khổ khổ và cũng tánh tình rất là vui. Và Vương kêu nói, Vương vô đó Vương ăn trộm ăn cắp chôm đồ nhà cô sao? Cô nói là, nói chung là cái ý nghĩa của cô nói là không có cái gì mà đã chôm đó cô chú anh chị. Thì rất là đáng thương luôn cô chú anh chị. Và bây giờ thì Vương sẽ ra ngoài kia mua một mớ gạo rồi những cái gia vị như là nãy là cô nói là có mắm muối ăn là được rồi, rồi có này kia nọ là như là mắm muối là mình nêm nếm những cái gia vị như là lá đu đủ này luộc lên ăn này, hoặc là này kia nọ những cái canh này kia nọ đổ của chú chị. Thì mình sẽ mua nhiều những cái gia vị đó để cho cô và chú để ăn uống hưởng thức được những cái niềm vui với bà con hàng xóm nha cô chú anh chị nha. Và bây giờ thì Vương xin mời cô chú anh chị cùng đồng hành với Vương để thực hư những cái câu chuyện kế tiếp nha. Và đây thì trên vai của Vương có hai bao gạo và những cái tay sách gia vị mắm muối để ăn. Và hai vợ chồng già ở trong kia. Đây. Con chào cô nha. Chào. Biết ai không? Ây da. Ui. Ây. Ây da. Ây da. Ây da. Ở đây nữa này. Mình xách ra nặng quá. Đây. Rồi. Cảm ơn cô. Biết cái gì không? Cảm ơn con biết gạo. Con đem vô con bán. Bán hả? Một bao nhiêu? Hả? Một bao nhiêu? Một bao... một triệu. Một triệu thì... mẹ không có tiền trả làm sao? Mẹ không có tiền trả hả? Bây giờ bán rẻ. Bán rẻ bao nhiêu nữa? 10.000. 10.000 hả? Mà hồi nay không có đến lượm phần. Không có lượm phần? Không. Rồi bây giờ sao? Bây giờ 10.000 một bao cũng không mua được luôn. Mà không có đồng nào thì sao? Không có đồng nào luôn. Con đâu biết đâu. Bây giờ, mà mẹ bây giờ, không biết nữa. Bây giờ con vét vô con mệt quá. Bây giờ con chỉ bán ở đây thôi. Còn bây giờ con không biết bán đâu. Đi mượn tiền người ta được không? Đi mượn tiền người ta. Mượn 10.000 thôi. Mượn 10.000 thôi. Mẹ cho mình bị miết này. Mình đi lượm phần cũng được. Mẹ cho. Người ta không cho mình luôn. Người ta 10.000 thôi. Mình bị miết ở bà đó. Mình bị miết đi lượm phần đâu có được. Tôi cũng cho chừng nào bà ta 10.000 đó. Trời ơi. 10.000 mà mượn không được luôn cô chú anh chị. Trời ơi. Thôi con nói với cô này. Chú ơi. Chú lấy tay này. Chú biết cái gì đây không? Đã bao lâu rồi? Đã bao lâu rồi chú chưa ăn gạo, chưa ăn cơm? Đã bao lâu ngày rồi chú chưa ăn cơm? Cũng được 4-5 ngày rồi. Từ ba bệnh 2 tháng đây rồi. 2 tháng rồi không có ai lụm phân bò.
là mất 4-5 ngày đây không ăn thôi. Không ăn. À, là ăn lá đu đủ không? Bắp. Ăn bắp. Ăn đủ. Còn cái lúc mà khỏe là cô đi lượm phân bò có gạo ăn. Có gạo ăn. Rồi, 4-5 ngày rồi mà không có gạo. Bây giờ có gạo rồi. Bây giờ có gạo là cũng mừng rồi. Ôi ôi, chú rồi được bao gạo mà chú so hoài luôn của chú anh chị. Vui không? Chú vui không? Cái này ăn cũng được. Đó, ở nhà dưới không? Vui chứ. Có tặng 2 bao luôn. Còn một ngày chắc ăn một lon à. Ăn nhiều lá đồ đủ. Thôi, mình ăn cái này đi cho nó khỏe. Khỏe mà nó mau hết thì sao không có gạo ăn nữa. Còn ăn nữa, mà ăn những chút chứ. Cô im lặng nha, con thử chú nha. Ừ. Chú, đưa cái tay ra đây chú. Dở tay cao lên nè. Chú rờ thử cái này biết cái gì không? Trứng gà. Trứng vịt. Trứng vịt không biết cái gì. Trứng không à? Trứng giống trứng không hả? Trời ơi, đây là trứng gà. Chú có thích ăn không? Chú có thích ăn trứng gà không? Thích chứ sao không thích. Thích hả? Thích mà không có tiền mua. Hôm đó giờ có ăn không? Thích mà không có tiền mua. Không có tiền mua không con? Trời ơi, mắc. Con mua nhiều lắm. Đây này, trứng gà. Con mua 2 bịch. Là 20 trứng á cô. Đây nữa này. Cô mua 20 trứng để cho cô ăn nha. Mình cái trứng gà này mình làm gì cô? Cái trứng gà này mình làm gì ăn? Nấu ăn. Nấu là mình nấu cái món gì á? Bột ngọt. Không có dầu chiên thì không có dầu chiên thì mình đun nước ra rồi. Và ví dụ mà có dầu chiên thì sao? Mình chiên ăn. Mình chiên ăn. Đấy. Nói dầu chiên có dầu chiên. Giờ cái gì nữa? Đây là gọi là túi quà thần kỳ. Bây giờ là cô thích cái gì nữa này? Cô thích cái gì là có cái đó luôn. Dầu chiên nè, mắm nè. Mắm, từ, đây. Đây, một chai mắm. Một chai dầu chiên nữa. Đó, đã chưa? Đây nữa này. Một chai mắm nữa. Nhiều quá. Nhiều không? Nhiều. Rồi còn thích cái gì nữa không? Hả? Thích cái gì nữa? Thích món gì? Dầu chiên có rồi nè. Mắm có rồi, tấn vịt có rồi nè. Thích muối. Muối. Khoan, muối. Đây. Đây một bị muối này. Đây bị muối nữa nè. Tiếp nữa nha. Đây một bị muối nữa nè. Đây từ chờ con tí nha. Nó nằm xuống dưới rồi. Đây một bị muối nữa. Rồi cô thích gì nữa? Cô thích gì nữa? Thích bún ngọt. Đây có luôn. Đây. Rồi thích gì nữa không? Thích đường không? Thích chứ. Đường để làm gì? Để làm như trứng này ăn. Đường làm trứng ăn hả? Có luôn. Đây. Bạn đang chanh uống. Dạ. Rồi ví dụ là nắng á, nắng gắt này, ví dụ là mình mệt đó, mình lần nước chanh phấy nước đường mình uống cho chú uống luôn cho khỏe nha cô nha. Trời ơi, đây nữa này cô chú chị. Mình mua thêm nhiều đường luôn cho cô, tại mình biết là chú với cô già rồi không có cái sức khỏe, ví dụ mà mình phấy nước đường hoặc là kiếm gì đó uống cho nó khỏe nha cô nha. Đây này chú cầm nè. Đường á, là mình có đường để ăn rồi, rồi mình có đường rồi. Đây nữa này chú, chú biết cái gì không? Dầu chiên. Còn cái này, đây này, chú biết cái gì không?
giống nhau vậy chắc. Giống nhau hả? Giống nhau hả? Mắm hay sao này? Mắm. Mắm, mắm. Dầu chiên giống nhau sao mắm? Chai này khác nè, chai này khác nè. Chai khác hả? Và đây, cái này là cái gì nè? Đây. Đây. Đây dầu chiên. Dầu chiên. Cái đây, cái đây, cái đây. Phải, đúng rồi, đúng rồi. Còn cái này. Chai mắm. Chai mắm. Mà sao mà cái bên này cũng mắm mà bên này cũng mắm? Cái chai này giống chai này khác này. Dạ. Mắm. Con mua nhiều lắm. Con mua nhiều lắm. Chú biết không? Đây nữa này. Cảm ơn. Đây nữa này. Biết cái gì đây nữa không? Đường. Đúng rồi. Còn cái này. Bột ngọt. Bột ngọt. Rồi cái này. Muối. Tại sao chú biết? Khác biệt mà. Khác biệt sao chú? Bị. Chú không phân biệt cho con biết được không? Bị khác. Khác nhau. Bị khác bị nhau hả? Bị này là bị muối này. Còn bị này là bị bột ngọt này. Cái này bột ngọt hả? Bị bột ngọt nó dày hơn. Hả? Bị bột ngọt nó dày hơn. Thì ra là chú phân biệt như vậy. Trời ơi. Sao chú khóc đi? Tại sao chú khóc? Khóc thèm gạo. Thèm gạo. Khóc thèm gạo hả? Sao vậy? Thôi, đừng có khóc nha. Ôi, chú xúc động, chú khóc luôn cô chú anh chị. Bây giờ con hỏi chú này, cái này cái gì này? Đây. Mấy bữa giờ có ăn không? Không à. Chú có thích ăn mì tôm không? Thích chứ mà, không có. Không có à? Cái này không có ăn mà. Thích ăn chứ không có tiền mua. Không có tiền mua. Giờ chú đưa cái tay ra này, đưa hai tay ra luôn. Hai tay thẳng, vỗ cao lên, vỗ cao lên. Đưa mì tôm nha, đó, nhìn bê mì tôm. Ồ, nguyên một bị bự luôn đó chú. Cảm ơn chú. Thích không? Cảm ơn nha. Thích không? Chú thích không chú? Thích kìa. Cái này là mì tôm, để dành ăn nha chú nha. Đây, con để đây đây. Chú thấy vui không? Vui chứ. Hồi trước thì chưa có gì này mà. Mình mới buồn cho nhiều quá. Thấy nhiều quá. Cho nhiều quá. Hồi đó giờ có ai vào đây cho chú quà nhiều như thế này không? Không à. Không à. Mà bữa nay chú vui không? Vui chứ. Vui nhà buồn cho con, có gì cho con. Cho con bắp cũng được. Hay là cho cột chuối này cho con. Chuối về còn nhà còn có nuôi heo đâu. Ôi, nhà chú á, quý nhất là bắp. Quý nhất là những đồ ăn cho heo. Đó, là cây chuối này là cho heo ăn. Đó, quý nhất là hai thứ đó thôi. Người Việt nuôi đâu có ăn cho ăn cái chuối đâu. Ăn dạ có. Dạ có ạ. Có, nhưng mà ăn mua phân rồi ăn nó nuôi nó 2-3 tháng là lo được heo thịt này. Dạ. Nên sao ăn sao chú biết được cái điều đó? Điều đó thì tôi mua mắt, tôi đi theo người nuôi heo này làm nuôi heo dân ta này. Ở dưới chùa, dưới tôi cũng ở dưới chùa, ở đồng mé. Chưa có mua. Ngày, chưa mua mắt á. Dạ, chưa mua mắt. Đi kiếm ăn mà. Lúc đó là cũng làm một ngày nó giặt bao nhiêu, một ngày có 20 ngàn. Dạ. Năm 2006, 2007 đi hái cà phê một tháng có 8 tăm à. Dạ. Còn bữa nay một tháng 6 triệu, 7 triệu tôi bù mắt rồi, đi đâu cũng được. Dạ. Đi làm đâu nữa, tôi ở nhà. Dạ. Thấy cái này cảm ơn rồi. Cảm ơn có bột gạo rồi ăn, mì tôm rồi ăn. Dạ. Giờ không có bình thường là ăn, lúc mà ăn lát đồ lâu lâu á, thì có dơ mua bắp rồi, luộc đồ chắc nước. Chắc nước xong là mình bó mì tôm vô, lâu lâu ăn bữa vậy. Yeah. Mà hít cho nó hít đắng. Đắng. Đắng quá ăn nổi, mua mì tôm rồi chắc nước. Yeah. Bột vô hết nước rồi mình lỡ rồi đổ nước bó mì tôm vô ăn, lâu lâu ăn bữa vậy. Không thì cứ ăn bắp. Yeah. Bắp rồi ăn bắp thì ăn cũng đỡ cám, đỡ ăn lá đủ đỡ. Mà ăn với gạo ăn ngon. Yeah. Đắng rồi ăn với cơm á, ăn ngon. Yeah. Mình có tiền nhiều thì mua bắp rồi mình giá. Yeah. Giá mình sang rồi mình hầm. Yeah. Giá thì mình hầm bắp hầm ăn cũng đỡ. Yeah. Tiền nhiều thì ít thì mua có 10 ngàn bạc gạo rồi giá nó nắc hết rồi còn có hộp gạo gì nữa. Yeah. Ăn khổ quá. Ăn khổ quá chú ha.
giờ mình có đồ ăn rồi, mình ăn sướng bữa ha. Đỡ nữa kêu rồi chiên trứng cho chồng ăn nha. Nhớ đây này, để cho chú biết thưởng thức được là những cái món quà. Đây chú rờ tay lên này. Ồ, hai bị giống như gì này. Ôi ôi, tay của chú rung luôn cô chú anh chị, mừng đến nỗi mà rung tay luôn á cô chú anh chị. Tại vì lo lo mới có. Con mua hai bị giống gì luôn nha. Đó đúng rồi, đây nè. Đó, hai bị. Chú thích không? Thích thiệt lắm, thích, cảm ơn con chứ. Trời ơi. Sao cô? Cô thấy sao? Cô thích những cái điều này không? Thấy vui vậy chứ, nó bụng rồi, bây giờ nó bụng rồi nè. Nó bụng rồi. Dạ. 2-3 ngày đói bụng. Mì này là cô chú ăn để dành ăn nha. Rồi gạo cũng vậy nha, để dành mình ăn. Đó. Rồi ăn có cái sức khỏe rồi mình đi nhặt phong bò, rồi mình xây sở những cái cuộc sống kế tiếp. Tại vì cô đây và chú đây thì chú thì chẳng làm được gì nữa cả, chỉ sắt chuối phụ vợ. Còn cô thì còn đi lượm phong bò. Thì nếu mà ăn có cái sức khỏe, mình có thể là lượm phong bò, mình kiếm sinh nhai, gọi là kế tiếp nha cô nha. Dạ. Ôi ôi, những cái mảnh đời mà nói không lên lời luôn á cô chú anh chị. Thì bây giờ thì con cũng có thêm một món quà nữa, con tặng cho chú thích không? Thích. Còn một món quà nữa. Cho thì thích, không cho thích không. Cho thì thích mà không cho thích không cô chú anh chị. Một món nữa này mà con chưa cho rồi, cho nữa thì con biết có được không? Mà chú biết là một món nữa là cái gì không? Thò. Hả? Món nữa không biết. Không biết hả? Và ngày hôm nay thì Vương cũng được biết hoàn cảnh đây, Vương dẫn cô chú anh chị. Thì cô chú anh chị cũng biết được cái cuộc sống của cô chú ở đây. Thì cô chú ở đây thì cũng rất là đáng thương luôn cô chú anh chị. Thì ngày hôm nay gọi là một cái duyên, con ghé vào đây, con thăm cô chú. Cô chú vui không? Vui. Dạ. Trời ơi, rất là đáng thương luôn cô chú anh chị. Cho cũng vui mà không cho cũng vẫn vui. Đó. Thì ngày hôm nay là con làm bên chương trình giúp đỡ người nghèo khổ và khó khăn, giống như là cái hoàn cảnh của hai vợ chồng mình đây. Đó. Thì ngày hôm nay thì con sẽ đọc tên của cô chú anh chị cùng đồng hành với con để giúp cho gia đình mình nha chú nha. Dạ. Dạ. Thì bây giờ thì Vương xin đọc tên nha cô chú anh chị. Cô Thảo Tiền Giang 100.000, chú Sở ở Úc 100.000, cô Diệu đang ở Thụy Sĩ 100.000, cô Diệu Huệ ở New Gia Linh 100.000, bác Tám ở Úc 100.000, cô Ho Sen Trắng 100.000, chú Thiên Trần ở Cali 100.000, cô Hướng Dương 100.000, anh chị giấu tên ở Mỹ 100.000, anh Tiến Nguyễn 100.000, bác Sáu ở Mỹ 100.000, bác Tư Thiếm Tư ở Mỹ 100.000, chị Tiết Võ ở Mỹ 100.000, chú Tùng ở Mỹ 100.000, gia đình giấu tên ở Mỹ 100.000, anh Châu Nguyên 100.000, cô Hai ở Cali 100.000, chú Minh La ở Mỹ 300.000. Tổng cái số tiền của mình là 2 triệu. Thì 2 triệu đó, con trích ra là con mua gạo, mua những cái phần quà con mang tao cho chú đó. Tại vì chú đi không được, cô thì già yếu rồi, vác gạo cũng rất là nặng. Con thấy gì con mua nhiều quà mang tới cho chú, để cho chú để dành ăn nha chú nha. Dạ, dạ. Thì cái phần quà này là 900.000, thì còn lại là 1.1 triệu. Thì chú cầm thử cái tờ này thử coi, biết cái này là cái gì không? Tiền. Dạ. Chú biết bao nhiêu không chú? Không biết hả? Cái tờ này là 50. Phải không cô? Phải. Dạ. Cái tờ này này. Đó.
là coi thử là nó có khác cái gì không? Hai tờ coi thử có khác cái gì không? Được em. Giống từ hết rồi. Nó giống hết rồi. Cái này á là một tờ 500, một tờ 50. Tờ bự, tờ nhỏ. Dạ. Thì cái này thì Vương sẽ trao cho cô nha. Đó. Cô biết cái tờ tiền mệnh giá này nhiêu không cô? 500. Dạ đúng rồi. Thì hai tờ 500 là 1 triệu. Đây con gửi cho cô ạ. À. Và cái này nữa là hai tờ 50 là 100 là 2 triệu mốt. Dạ. Cảm ơn. Dạ. Cái này thì chú có lời nói nào với tất cả cô chú anh chị và quý vị Mạnh Thường Quân? Hồi nãy giờ con đọc tên á. Cảm ơn. Dạ. Cảm ơn thì có Vân Vân hả? Cảm ơn cho con với con cho ăn. Nói chung là cô chú anh chị và quý vị Mạnh Thường Quân. Mạnh Thường Quân. Mạnh Thường Quân. Cảm ơn Mạnh Thường Quân. Do chú là người đồng bào rất lay cô chú anh chị. Thì cô chú đây cũng không có rành và cũng không hiểu biết nhiều quá. Thì mong cô chú anh chị cũng thông cảm nha. Dạ. Cô vui không? Vui. Dạ, cho chú cầm thử đây. Đây, chú cầm thử nè. Là cái này á, là mua gạo ăn là ngon lắm á. Mua thịt, mua cá. Bà đã bình qua mua thuốc cho bà uống chưa? Mua thuốc cho uống hả? Đi chuyển nước chưa, cho bà. Đi chuyển nước? Dạ, bà đã đi lộn phân nữa. Dạ, là lo cái sức khỏe cho vợ mình. Người chồng có tiền là vui, để có tiền mua thuốc và lo sức khỏe cho vợ mình. À, cái này á, cô á, đây đưa cho cô giữ đi nha. Dạ đây, lỡ mất công nó mất á chú. Dạ, cái này á, đội nó mình chích ra một ít, mình mua thịt hoặc là mua cá gì đó. Lâu lắm rồi đúng không? Lâu lắm rồi mình không ăn thịt cá đúng không cô? Dạ, lâu lắm rồi không có ăn thịt gì. Đội nó mình mua hoặc là mai á, mình mua cá thịt gì đó cho chú ăn một bữa cho nó ngon nha. Nha cô nha. Dạ. Dạ. Thì một lời nữa Vương thay mặt cô chú, Vương cảm ơn tất cả cô chú anh chị và quý vị Mạnh Thường Quân rất là nhiều đã đồng hành với Vương, giúp cho cô chú có cái miếng ăn miếng uống và có đồng tiền xây sở cái cuộc sống. Thì Vương cũng cảm ơn tất cả cô chú anh chị và quý vị Mạnh Thường Quân rất là nhiều ạ. Và bây giờ thì con xin phép cô chú con về luôn nha. Dạ. Cảm ơn nha. Cho dạ. Nhiều lắm, cảm ơn con. Nhiều không? Nhiều chứ. Trời ơi, cô vui rồi cô chú anh chị. Dạ. Cái này là của quý vị Mạnh Thường Quân. Con là cầu nối, con chỉ là tìm hiểu cái cuộc sống của cô chú và tất cả hoàn cảnh khác. Và con chỉ đứng chính giữa, con chỉ giúp đỡ cho cô chú thôi. Cái này là cái phần quà của quý vị Mạnh Thường Quân. Dạ. Là trong nước và ngoài nước. Dạ. Mạnh Thường Quân. Dạ. Vui không? Vui. Trời ơi, cười hoài luôn cô chú anh chị. Và bây giờ thì chắc là Vương xin khép lại cái video luôn. Thì mong cô chú anh chị và quý vị cùng đồng hành với Vương. Tại vì vị của Vương cũng gần sắp hết rồi cô chú anh chị. Thì mong cô chú anh chị chung tay với Vương để giúp đỡ những cái hoàn cảnh bi ai và đáng thương như thế này nha. Và bây giờ thì Vương xin tạm dừng cái video và hẹn gặp lại cô chú anh chị những cái video tiếp theo. Mong cô chú anh chị hãy để lấy cho Vương một like, một đăng ký và một cái chia sẻ nữa nha. Và bây giờ xin tạm dừng và bye bye cô chú anh chị.